Xin kính chào quý vị. Đây là chương trình cùng toàn dân phòng cháy nổ trên kênh VTC14 ngày 12 tháng 10. Trong chuyên mục khu dân cư an toàn, ghi nhận của phóng viên VTC14 về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy các trạm biến áp trong mùa mưa bão tại Hà Tĩnh. Còn trong tiểu mục điều cần biết, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Gia Lâm Hà Nội sẽ đưa ra những khuyến cáo tới chủ cơ sở sản xuất gốm sứ cần tuân thủ những quy định phòng cháy chữa cháy như thế nào. Trước khi đến với hai tiểu mục này sẽ là tiểu mục cháy nổ 24 giờ. Sau loạt vụ cháy làm thiệt hại về người, Bộ Công an triển khai kế hoạch kiểm tra 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các địa phương làm nghiêm, tuyệt đối không được bỏ qua lỗi vi phạm hoặc chuyển lỗi nặng thành lỗi nhẹ. Bộ Công an sẽ tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc, mục đích nhằm chấm dứt ngay tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chưa được thẩm duyệt, thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn hoạt động. Sau kiểm tra phải tổ chức giám sát chặt chẽ, kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có nguy cơ cháy nổ cao. Bộ Công an yêu cầu phải rà soát, kiểm tra kết hợp tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và đến đâu thì hoàn thiện phương án chữa cháy đến đó để đảm bảo chủ động trong mọi tình huống cháy nổ có thể xảy ra. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07 Bộ Công an cho biết, trong tháng 9 năm 2022, toàn quốc xảy ra 138 vụ cháy làm chết 39 người, bị thương 30 người, thiệt hại tài sản ước tính thành tiền khoảng 15 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong tháng 9 năm 2022, tình hình cháy nổ tăng về số vụ và thiệt hại về người so với tháng 8 năm 2022. So với cùng kỳ năm 2021, giảm về số vụ, tăng thiệt hại về người và tài sản. Các vụ cháy vẫn tập trung trong khu dân cư, nhà dân, nhà ở, kết hợp kinh doanh. Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trong đó có hơn 200 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân và cháy cỏ rác. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trực tiếp tham gia 146 vụ cứu nạn cứu hộ, tổ chức cứu được 273 người, tìm được 124 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Tháng 9 năm 2022, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các địa phương đã xuất 1.221 lượt phương tiện, 7.730 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tổ chức chữa cháy, 393 trên 561 vụ cháy, cứu được tài sản trị giá khoảng 43 tỷ đồng. Thông tin từ đại diện công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cho biết, theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn May Younger Smarter Việt Nam, khu công nghiệp Mỹ Trung, vụ cháy lán để xe 2 ngày trước gây thiệt hại khoảng 500 chiếc xe máy, lớn gấp đôi ước tính ban đầu là 250 xe. Theo đó, phần lớn xe bị cháy là xe ga, xe số và một phần nhỏ xe máy điện, trong đó có 70 xe bị hư hỏng một phần, còn lại là hư hỏng toàn bộ. Tổng thiệt hại quy ra tiền khoảng trên 10 tỷ đồng. Nguyên nhân cháy ban đầu, theo báo cáo của doanh nghiệp, là do một số xe máy cũ trong số các xe máy trên tự phát cháy sau đó lan rộng ra. Cũng theo công ty này, trước khi hỏa hoạn xảy ra, doanh nghiệp có mua bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng, tài sản của công ty và tài sản cá nhân cho cán bộ công nhân viên. Trước sự việc trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã chỉ đạo lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Lộc khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, thống kê cụ thể thiệt hại, hỗ trợ ổn định tâm lý cho cán bộ công nhân viên sớm ổn định, duy trì sản xuất. Thưa quý vị, vào mùa mưa bão, điện luôn là mối hiểm họa gây chập cháy. Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy trong sử dụng điện, các trạm biến áp đã thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, chỉ rõ các tồn tại, nguyên nhân để khắc phục, hạn chế cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Với hệ thống lưới điện ngoài trời để đảm bảo an toàn, trạm 110 kV Hương Sơn Hà Tĩnh đã chia thành các tổ nhóm tiến hành kiểm tra, khảo sát hệ thống lưới điện, đồng thời tiến hành đo điện trở tiếp địa chống sét tại cơ sở, chuẩn bị nhiều phương án để sẵn sàng xử lý nhanh và hiệu quả khi có các sự cố cháy nổ xảy ra. Các trạm thì cụ thể từng trạm một thì là yêu cầu tập trung kiểm tra công tác kiểm tra hiện trường, rồi là kiểm tra tăng cường kiểm tra, ví dụ như là kiểm tra bằng mắt thường, rồi kiểm tra bằng dùng bằng camera nhiệt ở tại các cái vị trí tiếp xúc như là cái giá vật lý, rồi là các cái vị trí cung leo để mà phát hiện được, để kịp thời phát hiện các cái vị trí phát nhiệt để mà có kế hoạch xử lý, để mà tránh các nguy cơ mà phát nhiệt rồi gây cháy nổ.
Mưa bão, dông sét luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. Vì vậy tại đây, lực lượng phòng cháy chữa cháy liên tục kiểm tra các điểm xung yếu, từ đó phát hiện kịp thời các vị trí quá tải của dây dẫn, cáp, trạm biến áp, các mối nối, sự nhiễm bẩn gây hiện tượng phóng điện để xử lý kỹ thuật. Phòng chống cháy nổ đối với cái hệ thống lưới điện thì cái công tác này thì công tác làm thường xuyên, đặc biệt trước mùa mưa bão thì riêng công ty là phải cũng tăng cường rất nhiều cái chương trình làm việc. Trong đó thì thứ nhất là về mặt tuyên truyền ấy, thì như vậy là cũng phải phối hợp với các cái đơn vị, ví dụ như các cái nhà mạng Viettel, rồi là bưu chính viễn thông, rồi là phối hợp với các đơn vị như là công an tỉnh, rồi là ban chỉ huy quân sự tỉnh để mà có cái sự phối kết hợp trong việc mà đảm bảo an toàn về cái lưới điện. Cái thứ hai nữa là công ty điện tỉnh cũng là tham mưu cho Sở Công Thương để Ủy ban nhân tỉnh có các cái văn bản chỉ đạo các địa phương là phối hợp từ cái việc là bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trong nhân dân để tránh cái hiện tượng là tránh cái tai nạn trong dân là về điện. Ngoài ra thì là công ty cũng triển khai là từ các điện lực cho đến công ty là tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn điện bằng qua các hình thức như là Zalo, rồi là thông qua các cái website của công ty để mà tạo được cái lan tỏa về cái việc mà an toàn điện ở trong nhân dân. Là nơi tập trung nhiều thiết bị điện, các thiết bị điện làm việc ở đây điều khiển điện áp cao, thường xuyên có hiện tượng tích điện, phóng điện giữa các thiết bị. Một số nguồn nhiệt phát sinh trong vận hành có thể trở thành tác nhân gây cháy. Vì vậy, cơ sở đã bố trí mỗi ca trực vận hành có một người và một người dự phòng, một bảo vệ trạm. Lực lượng còn lại có 3 người có thể huy động cho hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Và đây là quân số thường xuyên có mặt tại trạm 24/24. Thưa quý vị, các cơ sở sản xuất gốm sứ trong làng nghề luôn tập trung một lượng lớn hàng hóa, vật liệu rất dễ cháy. Chỉ cần một chút lơ là, bất cẩn, cháy nổ hoàn toàn có thể xảy ra và gây nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy. Vậy đâu là những lưu ý về phòng cháy chữa cháy đối với chủ các cơ sở sản xuất gốm sứ? Cần tuân thủ những quy định phòng cháy chữa cháy như thế nào? Trong tiểu mục Điều Cần Biết ngày hôm nay, chuyên gia của chương trình sẽ đưa ra những phân tích cũng như khuyến cáo cụ thể. Chúng tôi cũng cần sự vào cuộc sát sao của chính quyền địa phương trong cái công tác mà đẩy mạnh ý thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở. Cái thứ hai thì rõ ràng thì bản thân người đứng đầu cơ sở cũng phải là xác định rõ trách nhiệm vai trò của mình trong cái hoạt động phòng cháy cháy, và đặc biệt ở đây là trong cái hoạt động kinh doanh cũng như sản xuất gốm sứ. Cái thứ ba nữa là phải chủ động trong việc đánh giá các nguy cơ cháy nổ tại cơ sở của mình. Chẳng hạn như là khu vực nào là khu vực nguy hiểm cháy nổ nhất, khu vực nào là khu vực tiềm ẩn những cái nguy cơ dẫn đến khả năng cháy nổ, và đặc biệt là những cái việc trang bị, những cái bố trí đường và lối thoát nạn trong cơ sở đủ rộng theo đúng quy mô sản xuất, cũng như về trang bị đầy đủ cái phương tiện phòng cháy cháy tại chỗ, đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố, nhằm khi mà xảy ra cháy nổ thì có thể là ứng biến nhanh. Và đồng thời chúng tôi cũng khuyến cáo là chủ cơ sở thì cũng nên tuyên truyền thường xuyên và hướng dẫn cho lực lượng tại chỗ trong cơ sở của mình sử dụng thành thạo các phương tiện phòng cháy cháy, những cái quy trình về vận hành các hệ thống sử dụng khí LPG và ga một cách thuần thục và đảm bảo an toàn tối đa nhất. Và đồng thời nữa thì rõ ràng cái công tác và tiến hành tự kiểm tra luôn phải chú trọng và đứng lên hàng đầu. Thì qua công tác tự kiểm tra thì mới kịp thời phát hiện ra những nguy cơ xảy ra cháy nổ để kịp thời tổ chức khắc phục, là tiếp cận đối với từng hộ gia đình để có khuyến cáo thực hiện tốt công tác phòng cháy và chủ động trong việc bố trí lực lượng phương tiện về chữa cháy. Và đồng thời nữa thì chúng tôi cũng hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân xã phải xây dựng những cái phương án tổ chức chữa cháy trong khu vực ngõ nhỏ mà xe cháy khó tiếp cận. Và đặc biệt thì hiện nay thì Ủy ban nhân dân xã Bát Tràng thì cũng đã được Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm trang cấp những cái phương tiện, đặc biệt là cái hệ thống máy bơm chữa cháy di động để có thể là chữa cháy hiệu quả cao đối với đám cháy trong ngõ nhỏ và tận dụng những nguồn nước nó không phải lớn. Những khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy của cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đến các chủ cơ sở sản xuất gốm sứ đã kết thúc chương trình Cùng toàn dân phòng cháy nổ ngày 12 tháng 10. Xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVGas và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn BSR đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai trên VTC14.